nhân tháng cao điểm vì người nghèo, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã tổ chức bàn giao nhà ở cho hộ nghèo tại thôn Nghĩa Trai. Bà Nguyễn Thị Xoa, năm nay đã 65 tuổi, ở thôn Nghĩa Trai thuộc hộ nghèo đơn thân. Bản thân bà lại bị mù từ nhỏ nên cuộc sống sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, bà Xoa sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Với nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện là 80 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân. Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà mới được xây dựng kiên cố khang trang với diện tích hơn 70 m2 đã hoàn thành, giúp bà Xoa có nơi ở ổn định, đảm bảo cuộc sống.